con gái Quyền Linh khoe một góc phòng ngập tràn toàn hàng hiệu, xứng danh ái nữ đình đám. Cuộc sống của con gái Quyền Linh khi bước sang tuổi 18 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Con gái đầu lòng của MC Quyền Linh đã chính thức bước sang tuổi 18 từ ngày mùng 6 tháng 4 vừa qua. Để kỷ niệm cột mốc quan trọng cho cuộc sống của ái nữ, gia đình nam MC đã tổ chức tiệc trưởng thành cho lọ lem. Mới đây, lọ lem đã hé lộ một không gian trong căn phòng riêng. Qua hình ảnh này, cư dân mạng dễ dàng phát hiện cô nàng sở hữu nhiều món quà, túi lớn, túi bé ngập tràn phòng. Khi theo dõi một số hình ảnh khách mời có mặt tại tiệc sinh nhật lần thứ 18 của con gái Quyền Linh, nhiều khán giả càng chắc nịch đây chính những món đồ lò lem nhận được hầu bữa tiệc. Điều làm cho dân tình chú ý chính là số lượng quà của ái nữ nhà nam em đi chiếm đến một nửa đều là hàng hiệu đắt đỏ, xa xỉ. Con gái Quyền Linh nhận được nhiều sự yêu thương, quan tâm từ toàn bộ khách mời trong bữa tiệc sinh nhật. Chiếc túi trắng chứa hàng hiệu mà con gái Quyền Linh nhận được tại bữa tiệc hoàn toàn trùng khớp với chiếc túi đặt trong căn phòng của lọ lem nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp của ái nữ nhà MC Quyền Linh. Nhiều khán giả còn cho rằng lọ lem hoàn toàn có thể thử sức tại các cuộc thi Hoa hậu khi đã đủ 18 tuổi. Ánh đời thường của con gái Quyền Linh không hề thua kém bất kỳ sao nữ nào ở trong giới showbiz về nhan sắc lẫn độ phổ biến đối với công chúng. Quyền Linh luôn tự hào, lộ rõ vẻ hạnh phúc khi có con gái xinh đẹp, khéo léo và giỏi giang. Lọ lem và hạt dẻ, hai con gái của MC Quyền Linh toát ra vẻ đẹp trái ngược, nhưng đều thừa hưởng nhiều nét đặc trưng từ phía bố mẹ. Ở tuổi 18, nhan sắc ngọt ngào, xinh đẹp của ái nữ nhà MC Quyền Linh luôn khiến dân tình phải chú ý. Nhiều khán giả còn cho rằng lọ lem hoàn toàn có thể thử sức tại các cuộc thi Hoa hậu khi đã đủ 18 tuổi. Ánh đời thương của lọ lem không kém bất kỳ mỹ nhân nào của showbiz. Không chỉ thế, cô còn có nhiều tài lẻ và học vấn khá tốt. Quyền Linh thao thức cả đêm không ngủ, viết tâm thư vào ngày sinh nhật con gái đầu lòng. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Quyền Linh đã gửi lời chúc mừng đến con gái đầu lòng nhân sinh nhật 18 tuổi của ái nữ anh cho biết mình mất ngủ cả đêm khi cục vàng bước sang tuổi mới. Anh vui mừng và bồi hồi vì chứng kiến con mình sang tuổi đẹp nhất của đời người với nhiều ước mơ trong chặng đường mới. Quyền Linh tâm sự, lọ lem yêu thương của ba. Cả đêm qua ba không ngủ được. Y chang như cách đây 18 năm ba cũng không ngủ được, chỉ mong con cất tiếng khóc chào đời. Bông được thấy thiên thần bé nhỏ của ba bằng xương bằng thịt chứ không phải bằng cái hành siêu âm bé tí xíu. Còn đêm nay ba thức cả đêm để mong chờ những khoảnh khắc con gái của ba tròn 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất với bao nhiêu ước mơ và khát vọng, hãy cứ mạnh mẽ và tự tin để trưởng thành con nhé. Ồ cười của con gái yêu chính là niềm hạnh phúc của ba đó, ba sẽ mãi mãi là người bạn thân thương nhất của con nha hi hi hi. Chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của con gái yêu.